sản phẩm này đang được giảm giá, xem ở cuối video. Nếu anh chị đang quan tâm về dòng máy chế biến thực phẩm hoặc các loại tủ đông, tủ mát bảo quản và trưng bày thì ở cuối video sẽ có nhiều loại cho quý anh chị lựa chọn. Và dòng máy ngày hôm nay em muốn giới thiệu thì nó đây. Và cần được tư vấn xin liên hệ với số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng tại website dienmaytanbinh.com. Và để hưởng ưu đãi về giá và quà tặng hấp dẫn, quý anh chị cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới bình luận, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn lại cho anh chị. Là dòng tủ trưng bày kem hoặc các loại thực phẩm đông lạnh với chiều dài lên đến 1m6, rất rộng rãi để chứa được nhiều đồ. Dạng tủ đông kính công có hai cửa lùa Sanaki Modern VH682K với dung tích tương đương 600 lít, phù hợp cho các tiệm tạp hóa, các cửa hàng kem hoặc các cửa hàng thực phẩm đông lạnh. Đây là hàng thanh lý đã qua sử dụng, công ty bán và cho thuê, giao hàng tận nhà trên toàn quốc. Đừng quên để lại thông tin ở dưới bình luận, sẽ có nhân viên gọi điện lại. Với dàn lạnh bằng ống đồng nguyên chất 100% và ga lạnh hiệu suất cao, giúp tủ tiết kiệm điện năng. Là mẫu tủ được ưa chuộng nhất hiện nay, tủ có chất lượng tốt và độ bền bỉ cao, thích hợp cho nhiều loại thực phẩm khác nhau. Với các thông số kỹ thuật như trên màn hình, máy rất tiết kiệm điện năng. Quý khách cũng có thể lựa chọn đa dạng những mẫu khác tại website dienmaytanbinh.com. Cần được tư vấn hãy gọi hoặc nhắn tin qua số Zalo trên màn hình. Công ty sẽ giao hàng tận nhà trên toàn quốc, nhận hàng mới thanh toán. Ngoài ra, công ty Điện máy Tân Bình còn nhận sản xuất tủ đông, tủ mát theo mọi yêu cầu. Tại sao lại không chọn Sanaki trong khi nó vừa chất lượng tốt vừa giá thành lại rẻ? Điều đặc biệt là Sanaki sản xuất tại Việt Nam, là thương hiệu quốc gia, là niềm tự hào của người Việt. Hàng Trung Quốc chắc chắn không bằng và các dòng hàng Thái, Nhật, Hàn Quốc còn canh tị về chất lượng. Nếu đang tìm tủ đông, tủ mát, hãy chọn Sanaki và mua hàng chính hãng tại website dienmaytanbinh.com để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Công ty Điện máy Tân Bình cam kết giá tốt nhất, giao hàng tận nhà toàn quốc, hàng lỗi được đổi mới và bồi thường 300% nếu quý khách phát hiện là hàng giả. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.